Johnny Walker Gold Reserve được ra mắt vào năm 2012, được lấy cảm hứng từ dòng tiền thân trước đó là Johnny Walker Gold Label, được tạo nên từ những dòng whisky thường hàng có trong kho tàng rượu quý của nhà Johnny Walker và được phối trộn từ hơn 15 loại whisky có độ tuổi từ 18 năm trở lên, mang đến hương vị tinh tế và hài hòa của vani, mật ong và một chút ngọt ngào ngây ngất của kem béo, mang đến một hương của trái cây như là cam, quýt và để lại một hầu vị khói đặc trưng. Với dòng Johnny Walker Reserve này thì nó uống càng lạnh sẽ càng ngon. Anh chị nên để chúng ở trong ngăn đá tủ lạnh qua đêm, sau đó sẽ thưởng thức chúng. Nếu như anh chị đã có cho mình dòng Johnny Walker Reserve này thì nhất định anh chị phải sở hữu thêm cho mình hai trái rượu vang. Đầu tiên là một trái rượu vang đến từ Ý có tên gọi là Fumo Vulcanica, mang đến một cảm giác đậm đà và mãnh liệt của hương khói, hòa quyện cùng hương vị trái cây của mình, ánh đào và cherry, để lại một tannin mượt mà nhưng lại kéo dài, hầu vị vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, anh chị nên thưởng thức cho mình dòng rượu vang thứ hai cũng đến từ Ý, có tên gọi là Cachafort Ripasso. Đây là kết quả của sự phối trộn 3 giống nho lại với nhau, mang đến cho anh chị một cảm giác cân bằng, nhẹ nhàng, hài hòa của những loại trái cây như là mấm xôi, ánh đào hay là cherry. Rất thích hợp để anh chị có thể sử dụng cùng với các món ăn như là thịt cừu, thịt bò hay những món ăn đậm đà gia vị. Nếu như anh chị muốn sở hữu cho mình hai trái rượu vang này cho Tết Giáp Thìn 2024 với giá ưu đãi nhất, anh chị hãy gọi ngay vào hotline của VinoWine 0826 737 737. Anh chị đừng quên subscribe kênh của VinoWine để xem thêm thật nhiều video vào ngày mai nhé.